Quá thơm luôn ha. Quá thơm. Nồi này là Sáu cũng nấu cháo luôn. Nấu cháo luôn á. Dạ. Nồi này là nồi cháo rồi đó. Dạ. Yeah. Cái nước luộc thịt này là nó ngọt chứ lắm. Dạ. Yeah. Như vậy là một ngày là hai nồi hả Sáu? Hai nồi ha. Dạ. Yeah. Rất là thơm luôn cô chú anh chị. Đứng ở đây thì nó hơi ngược sáng tí đó. Oh, đưa quanh đây ha. Ủa mình bỏ vô lại gì sao? Bỏ vô lại. Trụng lại cái nữa hả? Trụng lại cái nữa. Tôi cũng thấy mấy cái quán cháo khác là ta vớt ra lần một là ta ngâm nước luôn á Sáu. Đây mình Sáu có ngâm nước không? Không. Mình cắt ra luôn. Dạ. À, sao trụng lại cái sắt ra luôn? À, cắt luôn à. Giờ trụng lại là sắt luôn à. Dạ. Yeah. Đó. Đùm phèo no tròn ha. Sáu kinh nghiệm lâu năm mà nhìn đùm phèo là biết cái là chỗ nào á. Chỗ nào không đắng. Dạ. Yeah. Đắng chỗ nào đắng thì tét ra. Tét ra đó. Làm lại cho hết đắng. Dạ. Yeah. Còn phèo non mình để nguyên. Ngon ghê á. Phèo non giờ 1 ký khoảng nhiêu hay sao? 120. Dạ. Như trong bộ phận con heo thì món đồ lòng nào là nó mắc nhất hay sao? Nhất là có cái tim, tim là nó 200. Tim 200. Tim 200, lử thì 150. Dạ. Tim 200, lử 150. Ồ cái này giống hồng xôi quá sao? Cái này hồng xôi. Dạ. Hồng xôi như gỏi phèo là ta chịu ăn, có người dạ. chịu ăn. Có người chịu ăn, có người không chịu. Dạ. Ta che mỡ. Mến chào cô chú anh chị các bạn nha. Rất vui khi được gặp lại cô chú anh chị các bạn trong một video clip tiếp theo của em. Trưa hôm nay thì em đang có mặt tại quán cháo lòng của bà Sáu, nằm ở trên đường Nguyễn Văn Trỗi thuộc thị trấn Núi Sập, Thọ Sơn, An Giang. Bà Sáu thì bán buổi trưa thôi cô chú anh chị. Khoảng chừng 2 giờ là có cháo hả Sáu? Dạ. Yeah. Mới dọn ra bán thôi. Dọn ra bán cho ông kịp. Dạ. Mới cắt thịt được cái nào bữa nào như bữa nay nè. Bữa nay bán quá chừng bán rồi. Bữa nay mới dọn ra thôi là khách đông ha. Đây bà Sáu mới sắt trước thịt nạc với lại phèo với gan bán trước nè. Đồ lòng thì còn cái thao phía trong này cô chú anh chị bạn, với cái nồi phía trong nha. Còn phía bên đây là nồi cháo nè. À, ở đây bà Sáu nấu cháo gạo gan đó cô chú anh chị bạn, rất là thơm luôn. Em mượn cái giá cái nha. Dạ. Ồ sôi lên kìa. Đây để em vớt nhẹ nhẹ cho cô chú anh chị các bạn xem. Đây nè cô chú anh chị, đó gạo gan ha. Rất là thơm luôn. Đây phía trong mà còn huyết nè. Đó. Đây huyết nhóc hết trơn nè. Ô Sáu vớt phèo ra kìa cô chú anh chị ba ơi, vớt đồ lòng ra nè nha. Ôi lưỡi phèo phía trong còn rất là nhiều luôn nè. Ô cái đó là phèo mình cắt rồi hả Sáu? Phèo cắt rồi nè, cái là cắt rồi. À, phèo đó phèo gì ha? Nhiều chùm nó có cái đắng, nó cái đắng thì mình phải cắt ra. À. Mình chẻ nó ra. À, phèo non thì Sáu để nguyên ha. Nguyên là non nè. Dạ. Đó non nè. Đó non đó thấy không? Dạ. Ôi ôi đùm phèo to to không ha. Nhìn hấp dẫn hết sức luôn. Đó. Ở đây cũng thấy bộ phèo nhiều quá Sáu. Nhiều, xài phèo nhiều lắm. Một ngày trung bình là khoảng bao nhiêu ký phèo lận? Mấy ký á. Phèo không á hả? Mấy ký phèo á. Wow.
Còn mấy cái kia thì ít hơn phèo. Như tim, lưỡi đồ ít hơn. Dạ, chủ yếu là phèo nhiều. Lúc trước Sáu nói Sáu bán ở đây nhiêu năm con quên rồi. 40 năm hả? Wow. Đó bán mới vào bán hủ tiếu giờ hao. Bán là có 30 tuổi à. Yeah. Giờ 70 rồi. Là lúc trước có bán hủ tiếu. Có. Dạ. Yeah. Hồi xưa bán lớn đó. Hồi xưa là bán buổi sáng luôn hả Sáu? Buổi sáng luôn, bán suốt luôn đó. Dạ. Yeah. Hủ tiếu giờ heo bán ngày 30-40 ký á. Dạ. Yeah. Rồi sao giờ Sáu nghỉ bán hủ tiếu rồi? Chặt nổi nữa. Dạ. Yeah. Chặt giò á. Dạ. Đó, mà Sáu bán lâu năm á, kinh nghiệm đó cô chú anh chị bà. Sắc miếng thịt nào miếng thịt nấy nha. Đều đều không à. Đó. Bữa nay đồ lòng của heo là mình có gì gì hay Sáu? Có tim nè, lưỡi nè, cái tật nè, nạc nè, gan nè, phèo nè. Dạ. Đồ lòng heo là lấy hết rồi. Đây phía trên bàn của bà Sáu à. Đó. Thịt sắt rồi để qua cái thau này. Rồi xong nước mắm chanh ớt. Nước mắm chanh ớt. Phía trên là giò cháo quẩy với lại cái này là bọc rau không Sáu? À. Đó. Quán cháo lòng bà Sáu rất là đơn sơ và mộc mạc luôn nha. Nếu mà tính tổng cộng đồ lòng với thịt luôn một ngày là trung bình khoảng bao nhiêu ký hay sao? 7-18 ký. Tổng cộng hết thịt luôn hả? Hết thịt luôn. Ủa con nhớ lúc trước sao nói tới hai mấy ký lận mà? Khi nhiều lúc nhiều, có lúc mà đình rồi đó, lễ đó là mình nấu nhiều hai mấy ký rồi đó. Dạ. Yeah. Ngày thường thì khoảng 17-18 ký thôi ha. Yeah. Còn mấy cái lễ nó nhiều. Sáu là bán buổi trưa khoảng tới mấy giờ tối lận? 2 giờ tới 8 giờ. 2 giờ trưa đến 8 giờ tối. Dạ. Yeah. 2 giờ 8 tối. Ôi cái nồi phía trong sôi quá sôi luôn kìa Sáu ơi. Ở trong đây là mình còn cái gì hay sao? Sao sử dụng bếp ga hả? Hè cho nó mau. Hè mau ha. Mà nó mau mềm đó. Muốn sôi cái mình bắt mạnh lên là sôi liền. Còn này là Sáu đang dặn ghiêu ghiêu hả? Ghiêu nè. Ồ hình như con thấy có phổi kìa phải không? Có nè, phổi nổi trên nè. Dạ. Tiền của ai? Rất là hấp dẫn luôn cô chú anh chị. À, rất là hấp dẫn luôn nha. Quá thơm luôn ha. Nồi này là Sáu cũng nấu cháo luôn. Nấu cháo luôn á. Yeah. Nồi này là nồi cháo nữa đó. Dạ. Yeah. Cái nước luộc thịt này nè nó ngọt chứ lắm. Dạ. Yeah. Như vậy là một ngày là hai nồi hả Sáu? Hai nồi á. Dạ. Rất là thơm luôn cô chú anh chị. Đứng ở đây thì nó hơi ngược sáng tí đó.
Ủa mình bỏ vô lại gì sao? Bỏ vô lại. Trụng lại. Trụng lại cái nữa hả? Trụng lại cái nữa. Tôi cũng thấy mấy cái quán cháo khác là ta vớt ra lần một là ta ngâm nước luôn á sao? Đây mình sao có ngâm nước không? Không. Sắc ra luôn. À, sao trụng lại cái sắc ra luôn? À, sắc luôn mà. Giờ trụng lại là sắc luôn mà. Dạ. Yeah. Đùm phèo no tròn ha. Sáu kinh nghiệm lâu năm mà nhìn đùm phèo là biết cái là chỗ nào. Chỗ nào đắng, chỗ nào không đắng. Dạ. Đắng chỗ nào đắng thì chép ra. Chép ra đó. Làm lại cho hết đắng. Dạ. Còn phèo non mình để nguyên. Ngon ghê á. Phèo non giờ 1 ký khoảng nhiêu hay sao? 120. Dạ. Yeah. Như trong bộ phận con heo thì món đồ lòng nào là nó mắc nhất hay sao? Nhất là có cái tim, tim là nó 200. Tim 200. Tim 200, lử thì 150. Dạ. Tim 200, lử 150. Ồ cái này giống hồng xôi quá sao? Cái này hồng xôi. Dạ. Yeah. Hồng xôi như con heo là ta chịu ăn, có người chịu ăn. Có người chịu ăn, có người không chịu. Dạ. Yeah. Ta che mỡ. Quay gì? Ăn cháo hả cô? À, cô bán kế bên ha. Đây quán của bà Sáu, cái khung cảnh rất là mộc mạc luôn nha cô chú anh chị các bạn. Đó. Ở đây là Sáu bán ngày nào cũng bán hay sao Sáu? Ngày nào cũng bán, có công chuyện thì nghỉ nửa tháng, mừng bữa. Wow. Có công chuyện nghỉ tới nửa tháng là hả? Nghỉ một tháng luôn nữa. Đổ vô mình nấu trong vòng bao nhiêu phút nữa hả chị? Không, chín luôn. Tại vì gạo này gan chín rồi, mình đổ vô nó chút xíu là nó chín rồi. Dạ. Không mà, không mà khỏi. Rồi. Cháo gì Sáu bán nhiêu? 25. Dạ. Tô cháo 25k. 40 năm trong nghề rồi. Cầm cái dao diễn nhừ. Dạ. Cắt miếng thịt không bể. Nào, cắt cái nào ra miếng đó. Chín rồi, giờ múc xong qua nồi này nè. Múc cho cái nồi này đầy lên hay sao? Cái nồi này đầy luôn. À. Ngày nào cũng hai nồi hết trơn ha. Tết 5 nồi. Tết 5 nồi á. Dạ. Tết là 5 nồi. 5 nồi luôn. Wow. Tết 6 bán cũng buổi chiều không hả? Tết mùng 1, mùng 2 là bán suốt. Không nghỉ luôn hả? Không. Sáu nấu gạo gan bở rất là thơm luôn. Đó,
thấy thèm hết sức ha. Ừ. Thì nó mua hồi đặc, nè. Dạ. Đó, cục hồng xôi sáu để riêng nè cô chú anh chị. Khi nào người ta đợi ăn hồng xôi mình mới đưa, mới để vô. Dạ. Với số này để vô quên. Có người thích hồng xôi, có người thì người không thích. Người ta thích, nó mở không? Dạ. Thằng nó mở không? Ghê mở không? Đây là sáu bán với con gái sao hả? Chị đó là à, chị đó là làm tiếp sáu thôi chứ không phải con. Có hai người hả sao? Hai người. Cô chú anh chị các bạn nào có dịp mà về Thoại Sơn đó, buổi chiều mình có ăn cháo thì mình ghé đây mình thưởng thức nha. Cháo lòng của bà Sáu rất là ngon luôn cô chú anh chị. Hồi nào bây giờ là mình bán cái số lượng phèo nó nhiều cũng vậy hay sao? Phèo nhiều nữa con. Cháo là chủ yếu là phèo. Dạ. Yeah. Con ăn cháo lòng con cũng thích ăn phèo lắm. Phèo. Thịt 8 triệu. Còn thịt mình để một con miếng hai miếng thôi. Có nhiều người cũng kiểu như người ta ăn cháo lòng mà ăn thịt nạc không hay sao? Dạ, cũng có nữa nha. Có người ta ăn nạc không nha, không ăn phèo, không ăn gan. Dạ. Ăn nạc không vậy đó. Để nhìn bác bán được người gì người khác. Dạ. Có người thì không ăn nạc, ăn lòng không. Đặt ruột ha. Đặt luôn nè. Đó, phóng ra chồng là. Phèo này dễ gì mua, có. Cái này là mối mang người ta chừa mình hay sao đó? Mối chừa. Chừa hả? Mối chừa. Chứ mình đi chợ mình mua đó, nó đã đưa cà đắng không? Vậy hả? Ừ. Cà đắng không á. Cà đưa mình cà đắng không á. Nó phèo ngon hơn, nó bán thì nó nói ngon rồi. Nó bán thì nó nói ngon rồi nhưng mà đắng không đó. Rồi cái hao sáu đưa qua anh đây. Này nào hỏi mình mới để vô. Mà tự nhiên mà mình để vô ta nó nấu chịu, ta nó mở không mà không biết ăn. Đó, có người này người kia. Bởi vậy á. Người ăn phèo, người ăn nạc không? Có người không xôi, có người ăn phở biết không? Có người nào ăn phở không nữa? Chuẩn bị xong xuôi hết trơn rồi, khỏe rồi đó hay sao? Nãy mới dọn ra khách lu bu quá, hơi... Dạ. Sáu sắc miếng to to không ha? To to không à, cái bự bự vậy đó. Dạ. Cháo em. Đó là gì sao? Mỡ tỏi. Mỡ tỏi ha. Đó. Đó, dạ. Cái này ha. Theo rồi được không? Rồi, đúng sổng đi. Đúng sổng đi, rồi. Đứng đi gian rồi. Ừ, ở đây. Cái nồi này khoảng nhiêu lít hay sao? Nồi này 5 kg gạo. 5 kg gạo. Giá là nhiều giá. 5 kg gạo. Có gì không? Không ăn gan hả? Không ăn gan. Không ăn gan. Nè, theo lấy đi. Tiên nhiều không? Tiên nhiều. Ai ăn sao thì dặn ha. Rồi ăn sao dặn. À, còn vậy là
25k. 25k á, múc nước đi. Múc đi. Đó, ở đây quán của bà Sáu thì có bánh giò cháo quẩy chứ không có bánh mì nha. Lên YouTube luôn rồi. Anh có hay coi YouTube không anh trai? Có. YouTube TV cho lòng nhìn hết hồn không? 25k hả? À, 25k đó. Để nhìn thôi không ăn đâu, ăn hết sao? Có cái mâm rau nữa kìa. Mâm rau bỏ quà. Có mâm rau, rau mâm rau vô thì giờ thấy nó mới ngon. Nè tư này chạy rau tư trong đó, rau tư rau vườn nhà cũng đó, nó bụng quá ăn cái gì cháo trong đâu rồi. Ngò gai, ngò ôm với lại rau đắng, mâm rau mình thấy đầy đủ ha. Đầy đủ tô cháo 25k mà ở đây bà Sáu sử dụng cái tô tô bự lớn nhất á, tô bự là một đó, tô lớn là một đó. Anh chắc khách nói của bà Sáu luôn quá. À, anh trai này tiếp thị đó. À. Đừng lên YouTube luôn rồi đó. Đừng lên YouTube luôn rồi đó. Ăn tô cháo 25k được lên YouTube luôn rồi đó. Mình có thường ăn ở đây không anh trai? Thường. Thường ha. Đồ cháo 25k thấy nhìn chất lượng chứ bộ dở sao luôn. Đó, ai không ăn gì đó thì dặn ha. Ở trên bàn thì đầy đủ hết trơn ha. Nước mắm, chanh, ớt. Ngon không ngoài Long Xuyên. Rau. Đồ cháo chất lượng ngon không ngoài Long Xuyên. Rồi dùng thử miếng cháo đi anh. Ăn cho nó ngọt lẹm nữa cô. Lẹm luôn cháo lòng. Đến miếng phèo rồi ha. Thấy im không anh? Phèo còn nó thoáng ở trong nè. À, rất là ngon luôn. Này, thử miếng cháo nha. Này, miếng phèo no tròn mà, đặc ruột luôn nè. Cái bột phía trong á. Quá đã. Tim thịt nạc phèo. Cô chú anh chị các bạn nào có dịp mà về Thọ Sơn đó, buổi chiều mình có ăn cháo thì mình ghé đây mình thưởng thức nha. Cháo lòng của bà Sáu rất là ngon luôn cô chú anh chị các bạn ơi. Rồi video của em cũng xin kết thúc tại đây. Hẹn cô chú anh chị các bạn trong những video tiếp theo nha. Cô chú anh chị các bạn nhớ ấn like và đăng ký kênh trước khi rời đi nha. Em cảm ơn rất nhiều ạ.